Bây giờ cái quan niệm của con á, là tách cái chuyện trị và diệt qua một bên, phòng và xua đuổi qua một bên. Phino đổi mới nông nghiệp Việt. Vậy thì khi mà mình thấy có cái con này kia nó bay trong vườn, chú vạch cái lá, chú thấy bắt đầu có tỷ lệ nhiều, thì bắt đầu chú cộng một cái bài tiêu diệt. Vậy thì bài đó nó có một cái loang chải thấm sâu nè, rồi chú cộng với thuốc đặc trị nè, chú phun ngược với mặt lá phun lên, nhưng chú nên phun kép 2 lần cách nhau 4 ngày, 4 đến 5 ngày. Tại vì khi mà chú phun á, cái thuốc xịn đó, nó không phải chết liền, thì mấy tiếng sau nó chết thì con cái á, nó đủ tuổi á, là nó còn đẻ lại được một lứa trứng nữa. Cái thứ hai là trứng nó chưa có nở mà, thành ra chú phun á, chú đâu có cái thuốc ung trứng đâu. Cho nên là mình phun kép cách nhau 4 đến 5 ngày, phun lại 1 cử nữa, quất 2 cử là nó sẽ tiêu diệt hoàn toàn, diệt cái tàn dư và diệt cái mà cái trứng vừa nở ra. Đó là tiêu diệt. Còn đa số con hướng dẫn là cộng xua đuổi là chính. Có nghĩa là mình cộng xua đuổi, mình cộng bám dính vô cho nó dính lâu, xong mình phun quanh vườn, trong vườn phun dưới đất với cỏ, một líp mình phun, một líp mình bỏ cũng được. Tại dựng bức tường xua đuổi thôi mà. Nhưng mà chú phun vài ngày, 4 ngày chú đảo lại một lần. Do là con thấy là tầm khoảng 4 ngày đến 5 ngày là bắt đầu có những cái con đó nó bay trở lại. Thành ra là 4 ngày mình đảo lại một lần là chú có thể là chú khỏi cần phun thuốc tiêu diệt luôn, tự động nó không có mấy cái con chích hút ở trong vườn. Tại vì mấy anh này là dạng di cư mà, mình phun tiêu diệt hoài đâu có. Cái vấn đề mà xua đuổi á, thì tôi cũng có một bài mà hiện tại á, tôi chưa có lên mạng, tôi làm clip tôi chưa có chia sẻ thì cho coi cơ. Riêng có cô Hạnh ở bên láng biển á, thì của công ty mình là cũng cô đó cũng vẫn giờ cô hiện đang xài cái ớt đặc ớt quả đang đẹp lắm. Thì tính cái giao thuốc vô ngay đó đó, thì tôi cũng tính cho cái bài đó cô đó cũng xài đó là treo lông não đó nha. Rồi. Tôi hỏi thêm chú như cái này nè, lon chải thấm sâu đó đó, mình giờ mình xài cái dòng nào nó chất lượng nè, bên công ty mình có không? Công ty con thì chưa có, nhưng mà con nói thẳng với chú, hầu như những công ty nó đều có chất lượng nó ngang ngửa nhau à. Ngang ngửa nhau, thậm chí á, chú mua một cái bình về, chú thấy họ pha một bình đó cho một phi 200 lít đi, thì chú pha 400 lít vẫn được, như cha con ở nhà pha loãng ra vẫn được. Chỉ cần có cái đó phụ trợ mà, chứ mình đâu phải là đóng vai trò chính, cho nên là chú Đúng pha rồi, đúng rồi. loãng liều, chứ chú không nên pha nhiều, nhiều nó tốn tiền. Tôi nào giờ tôi trồng cây gì, từ cây kiểng, cây gì gì. Còn là tôi chơi cái chiêu là phòng ngừa không à, phòng bệnh hơn trị bệnh, tôi không để bệnh tôi mới trị đâu. Bất đắc dĩ trên cây ớt á, thì nó bữa nay nó sốt cái mời cái nó cảm rồi, nó mạnh, nó khỏe, nó đủ thứ hết trơn rồi. Mình mới làm thôi. Chứ tôi là còn là chơi cái chiêu phòng ngừa không à. Phòng ngừa thì đối với cái lông não á, tuy là cái phổ nó cũng có rộng nhưng mà nó cũng không phải tối ưu. Cho nên nếu chú kết hợp được thì càng tốt. Tại vì cái bài con nói á, là ví dụ như treo lông não thì có những cô chú là áp dụng được, nhưng mà có những cô chú không có công, không có thời gian để làm mấy chuyện đó luôn. Thành ra là con cung cấp cái bài Lắm kia. nó dễ làm lắm chứ không có khó gì đâu. Bỏ một bịch treo vòng vòng nhưng mà xa xa treo con cái. Đúng rồi. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.